Chu Xie bỏ về Pháp, bầu Đức công khai làm điều gây sốc. Thầy Park nhận lời quay lại đội tuyển Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sau thất bại của huấn luyện viên Philippe Chu Xie cùng các học trò tại Asian Cup năm 2023, một lần nữa cổ động viên Việt Nam đã yêu cầu huấn luyện viên Philippe Chu Xie phải từ chức ngay lập tức. Không chỉ nhà cầm quân người Pháp bị người hâm mộ Việt Nam chỉ trích, mà VFF cũng bị phản ứng vì đặt niềm tin không đúng chỗ. Theo giới mộ điệu, trước áp lực từ dư luận cũng như những thành tích bết bát gần đây, VFF nên xem xét các điểm tốt và chưa tốt về những gì huấn luyện viên Chu Xie đã mang lại cho bóng đá Việt Nam. Qua đó, các ủy viên VFF nên biểu quyết chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Chu Xie trước thời hạn. Việc chia tay nhà cầm quân người Pháp là một thất bại của VFF. Thường trực liên đoàn phải chịu trách nhiệm cho thất bại trong phương án sử dụng huấn luyện viên này. Theo các chuyên gia, đội tuyển Việt Nam càng chơi càng kém. Ông Chu Xie xáo trộn lung tung phá nát đội hình, không có một bộ khung chuẩn mực, không có một bài bản thứ tự gì cả. Không có lập trường vững vàng, thay đổi nhân sự theo cảm tính, không có sự tính toán, càng ngày càng tệ. VFF hãy sa thải ông Chu Xie đi, càng sớm càng tốt. Việc chấm dứt hợp đồng sớm với huấn luyện viên Chu Xie là để bóng đá Việt Nam hướng tới vòng loại thứ 2 World Cup 2026 một cách tích cực hơn. Theo thông tin mới nhất, chiều 2 tháng 2, ông Philippe Chu Xie đã thu dọn hành lý để trở về quê nhà nước Pháp với kỳ nghỉ phép ngắn ngày cùng gia đình. Mặc dù vậy, VFF cũng đề nghị huấn luyện viên Philippe Chu Xie cần sớm có báo cáo giải trình về thất bại của đội tuyển ở đợt thi đấu vừa qua, nhằm bàn bạc và tìm hướng thay đổi giúp đội tuyển Việt Nam sớm tìm lại mình. Theo một số nguồn tin, nhằm đáp trả lại áp lực dư luận và người hâm mộ bóng đá Việt Nam, sau thất bại thảm hại tại Asian Cup năm 2023, ông Philippe Chu Xie còn mỉa mai. Nếu cổ động viên Việt Nam thích mơ mộng, sao không mơ vô địch World Cup luôn? Huấn luyện viên Chu Xie nói, tôi có thể làm gì đây khi tất cả người hâm mộ Việt Nam đang lên án tôi. Họ cần bình tĩnh lại và nhìn vào sự thực rằng chúng ta vẫn thua Indonesia và thua các đội đến từ bóng đá châu Á. Đừng quên trình độ của đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ dừng lại ở sân chơi ao làng. Ai mà chẳng có ý kiến riêng của mình. Tôi đang đại diện cho 99 triệu người và tất nhiên không phải ai cũng có cùng quan điểm với tôi. Sự kỳ vọng từ các cổ động viên Việt Nam không thực tế một chút nào. Nếu nó thực tế thì có thể tôi sẽ thử xem sao. Nhưng nếu cứ phàn nàn vì sao đội bóng không thắng được Indo ở Asian Cup vừa qua, thì có lẽ là chúng ta không ở chung một hành tinh rồi. Tôi thực sự bị sốc bởi sự khinh miệt của cổ động viên Việt Nam. Nếu người ta thích mơ mộng, sao không mơ mộng trước vô địch World Cup luôn đi? Có lẽ cổ động viên Việt Nam quên mất họ đang ở đâu. Nhưng cuộc sống là vậy, bóng đá là vậy. Tôi phải vượt qua thôi. Đáp lại câu nói này của ông Philippe Chu Xie, bầu Đức phản bác. Ông mới là người nên tỉnh lại đấy ông Chu Xie ạ. Đừng mơ mộng lối chơi kiểm soát bóng. Tôi đang cố suy nghĩ tích cực hơn và mong đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu dự World Cup. Nhưng tôi chắc chắn ông huấn luyện viên Chu Xie này sẽ không làm được. Tuyển chọn cầu thủ thì thấp tẹt, thể lực thì chạy lên xuống đôi vòng là bắt đầu đi bộ dần đều. Lối chơi lên bóng giữa sân lại truyền về, không có sự đột biến, không có tư duy tạo cơ hội, rất tù túng. Tôi nghĩ phải tìm thật nhanh một huấn luyện viên giỏi để dẫn dắt bóng đá Việt Nam, bằng không sẽ nát lứa cầu thủ này. Bên cạnh đó, Bầu Đức cũng tiết lộ một thông tin khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam phấn khởi vui mừng khi ông chủ Hoàng Anh Gia Lai quyết định mời lại huấn luyện viên Park Hang-seo quay trở lại Việt Nam dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam thay cho ông Chu Xie. Bầu Đức cho biết, chúng ta không thể phủ nhận công lao của ông Park trong 5 năm đưa bóng đá Việt Nam tiệm cận châu lục. Đó là kết quả không thể tốt hơn với những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm trong nhiệm kỳ của ông. Chúng ta cần đổi mới vị trí huấn luyện viên để hoàn thành giấc mơ World Cup hoặc được tiệm cận với top 8 châu Á. Nhưng với ông Chu Xie thì không có hy vọng, thậm chí còn không bằng ông Park, chưa đừng hy vọng World Cup. Trong bóng đá có thắng có thua là lẽ thường, nhưng phải có hy vọng thắng hoặc có điểm khi đối đầu với những đội bóng mạnh hơn. Kể cả thua 2-3 bốn trái, nhưng thế trận phải ăn miếng trả miếng hoặc ít nhiều tạo được cơ hội gây vất vả cho hàng thủ và thủ môn đối phương, thì người hâm mộ cũng có phần được an ủi và gieo mầm hy vọng. Đáng lẽ suất Indonesia là của Việt Nam, nhưng ông Chu Xie đã biến mọi hy vọng thành vô vọng. Về mặt thành tích này tại giải lần này của tuyển Việt Nam, xếp cuối so với các đội bóng Đông Nam Á, trong khi các giải châu Á trước ở thời ông Park thì Việt Nam luôn là lá cờ đầu. Đã vậy, một đội bóng khác ở khu vực Đông Nam Á là Malaysia đã thủ hòa Hàn Quốc và ghi được 3 bàn thắng, trong khi Việt Nam thua Hàn Quốc 6-0 ở trận giao hữu trước đó.
Bằng mọi giá tôi sẽ mời huấn luyện viên Park Hang-seo quay trở lại Việt Nam làm việc, dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam thay ông Chu Dì. Tôi làm bóng đá hơn 20 năm, nhưng có thể khẳng định điều hạnh phúc nhất là chứng kiến ông Park gắn bó và mang về thành công cho bóng đá nước nhà. Sở dĩ Bầu Đức quyết liệt mời bằng được thầy Park trở lại là do ông không đồng tình việc VFF đưa một huấn luyện viên người Pháp bất tài lên cầm quân. Một huấn luyện viên mà theo Bầu Đức là đang thất nghiệp và chẳng ai thèm mời. Ông Philippe Chuze đã dùng tiền lương VFF trả cho mình để học tập, thử nghiệm cách huấn luyện lối đá kiểm soát bóng, nói cho đẹp là tiki-taka mà ông theo đuổi. Một lối đá lỗi thời chỉ áp dụng ở Tây Ban Nha và Barca. Ông ta thành công với dàn cầu thủ chất lượng Nhật Bản vào năm 2002. Tuy nhiên, lối chơi kiểm soát bóng mà ông Chuze đang thử nghiệm cho bản thân ông và vẽ vời cho VFF thực ra xuất hiện vào năm 2009. Lúc đó ông dường như đã về hưu sau khi nhiều nước sa thải vì thành tích bết bát và ông cũng chưa hiểu lối chơi này khi xuất thân là hậu vệ. Không thể bắt con cá leo cây, cho nên áp dụng lối đá này vào cầu thủ Việt Nam là điều không thể và rất nguy hiểm khi giao một huấn luyện viên chưa biết gì về triết lý kiểm soát bóng. Phát biểu với báo chí Hàn Quốc trong một chia sẻ mới nhất, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ông Park Hang-seo nói rằng: "Tôi cảm thấy đồng cảm và chia sẻ với huấn luyện viên Chu Dê vì tình trạng của huấn luyện viên người Pháp này y hệt với ông ngày mới sang và dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên có điều ông Park Hang-seo không đồng ý, đó là tư tưởng phòng ngự và chỉ việc chăm chăm lấy thành tích như truyền thông đề cập về quan điểm làm bóng đá của ông với đội tuyển Việt Nam." Huấn luyện viên Park Hang-seo nói thẳng thắn với Korea Time News rằng ông rất hiểu bóng đá Việt Nam và gây dựng lối chơi cá tính cho bóng đá Việt Nam. Muốn tạo dựng gen di truyền cho bóng đá Việt Nam bắt đầu từ lối chơi mạnh mẽ và cá tính, chứ không phải là những người chăm chăm vào gặt hái thành tích mà không tính đến tương lai, đến chuyện lâu dài. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đặt ra câu hỏi khi trò chuyện với phóng viên Korea Time News rằng có hay không việc các lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Indonesia nói rằng bóng đá Việt Nam nếu không có ông Park Hang-seo thì không đáng sợ. Huấn luyện viên Park Hang-seo tâm sự rằng thời gian hơn 5 năm ông làm việc cùng bóng đá Việt Nam, ông muốn gây dựng nền tảng, chứ không phải là người đi săn thành tích. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói, trong quá trình tạo dựng, bạn phải gây nên những tiếng vang thì mới thu hút được những thay đổi tích cực và có sức bật được. Huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng thừa nhận những thành tích mà gần 6 năm qua ông làm được cho bóng đá Việt Nam chỉ là để xã hội quan tâm và tạo dựng gen cho bóng đá. Việt Nam nên đừng suy đoán hay kết luận rằng ông chỉ là người ngắt ngọn, gặt hái thành công tức thời rồi ra đi. Từ đó huấn luyện viên Park Hang-seo đề cập thẳng thắn rằng ông muốn trở lại công tác huấn luyện để duy trì những gì gần 6 năm qua ông đã tạo dựng và gắn bó cùng bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo cố tránh không đề cập đến những gì mà huấn luyện viên Chu Dê tiếp nối ông làm việc với bóng đá Việt Nam. Nhưng ông cho biết mình vẫn luôn theo dõi bóng đá Việt Nam và những gì bóng đá Việt Nam đang đi. Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng thì trình độ và năng lực của huấn luyện viên sẽ được định giá qua kết quả sau mỗi trận đấu của đội bóng đó, môn thi đó. Chả có đội bóng nào toàn thua mà huấn luyện viên được đánh giá cao cả. Người hâm mộ không đủ kiên nhẫn để xem đội bóng của mình toàn thua là thua hết trận này đến trận khác, hết giải này tới giải khác, kể cả là giao hữu. Một huấn luyện viên có thể phù hợp với đội tuyển này nhưng chưa chắc phù hợp với đội tuyển khác và khi đó kết quả đội bóng sẽ không như ý. Anh ta sẽ sớm bị thay thế. Thực tế, kể cả Mourinho, Pep Guardiola hay nhiều huấn luyện viên khác có thời điểm bị câu lạc bộ đội tuyển sa thải vì thành tích đội đi xuống khi họ nắm quyền. Đội bóng có thể thay huấn luyện viên, nhưng không thể thay thế cổ động viên đâu. Và dù cũng không phải là người có chuyên môn, nhưng không hẳn mọi đánh giá của cổ động viên về cầu thủ, huấn luyện viên của đội bóng là đều sai. Sự thay đổi đôi khi chẳng phải xuất phát từ vấn đề chuyên môn, mà chỉ là đem lại sự tự tin và sức mạnh từ cầu thủ thứ 12, sức mạnh từ trên khán đài. Đừng để khi cổ động viên quay lưng rồi mới lo đi khắc phục hậu quả thì sẽ không kịp đâu. Bài học tại Asian Cup 2023 là quá đủ để VFF, ông Chu Dê và ban huấn luyện đội tuyển nhìn lại mình một cách thấu đáo. Rõ ràng khi đội tuyển Indonesia đã tiến bộ rất nhanh, nhập tịch nhiều cầu thủ chất lượng mà chúng ta cứ loay hoay thiếu phương án đối phó, thì phải gánh chịu áp lực lớn là điều dễ hiểu. Bùi Hoàng Việt Anh nói không thành lời sau trận thua Indonesia mà thấy thương các cầu thủ. Toàn đội bị bất ngờ khi hiệp 1 Indonesia đẩy cao đội hình đá tấn công dồn ép. Nghĩa là đội tuyển Việt Nam đã lúng túng khi không được trang bị những cách thức để phá lối đá của đối thủ
nên dẫn đến mất tự tin, sợ hãi và tự làm khó mình. Thực tế, nếu có cầu thủ kinh nghiệm, chúng ta sẽ biết cách điều tiết, động viên nhau tổ chức lại lối chơi chặt chẽ, vận dụng bản lĩnh thi đấu để hạn chế tối đa tầm sát thương của đối thủ. Nhưng trận đó không có Hùng Dũng ở giữa, cũng không có những thủ lĩnh dày dặn khác biết hỗ trợ và phong tỏa ở hai biên, nên việc bị đối thủ vây giáp, áp sát, quần cho tơi bời ở hiệp 1. Đội tuyển Việt Nam không thể thoát pressing thì tất yếu sẽ khiến cho hàng thủ mắc sai sót. Nên chăng cần có sự điều chỉnh, thay đổi mà sự trở lại của Quế Ngọc Hải hay Đặng Văn Lâm tạo sự yên ổn phần nào ở trục giữa phòng ngự. Ngoài ra ông Chu Dê nên xem lại việc sử dụng Hoàng Đức. Một cầu thủ được người hâm mộ cả nước xem là có khả năng giữ nhịp và kiểm soát bóng tốt nhất hiện nay, nhưng không được ông tin tưởng khi cho rằng là không phù hợp với lối chơi mà ông gây dựng, quả là điều đáng tiếc. Hoàng Đức chính là mẫu cầu thủ có thể gây áp lực ngược lại cho đối thủ và bùng nổ bất cứ lúc nào, nếu như ông thầy người Pháp sử dụng đúng vai trò của anh, thay vì sắp đá tiền đạo như những trận giao hữu hồi tháng 10, hoặc bỏ rơi anh ở hai trận vòng loại World Cup hồi tháng 11 với Philippines và Iraq. Nhưng bài học ở Asian Cup cho thấy, đội tuyển Indonesia rất mạnh đánh biên, nhưng các hậu vệ cánh của tuyển Việt Nam đều còn khá non. Xuân Mạnh còn nhiều sơ hở khi đá ở vai trò này. Minh Trọng cần được hỗ trợ nhiều. Ông Chu Dê luôn muốn các cầu thủ chạy cánh thường xuyên gây lên áp lực, nhưng để họ có thể phát huy được vai trò đó, trước hết họ cần phải là những cầu thủ biết phòng ngự kín kẽ đã. Vì sao dưới thời ông Park, Trọng Hoàng được sử dụng thường xuyên khi anh không phải là hậu vệ đúng nghĩa? Bởi Trọng Hoàng có đầy đủ kinh nghiệm cần thiết để lên công về thủ nhịp nhàng, biết tổ chức cho mình một lối đá kỷ luật và tinh tế, chọn vị trí nhạy bén và xử lý tình huống luôn hợp lý. Đó chính là bản lĩnh để bước ra sân chơi lớn mà không bị ngợp. Ông Chu Dê nên chăng cần quan tâm thiết thực hơn đến những cầu thủ chạy cánh có tiềm năng, có đủ khả năng kiềm tỏa đối thủ hơn là chỉ tận dụng mỗi sức trẻ. Chỉ cần tạo ra vài thay đổi hợp lý, chắc chắn diện mạo đội tuyển sẽ tốt hơn ở hai trận vòng loại thứ hai World Cup 2026. Và khi đó, ông thầy người Pháp sẽ được cảm thông và ủng hộ nhiều hơn. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.